con SH150 phiên bản mới. Thì con này hôm bữa là một chiếc xe duyên nha, thì hôm nay qua mình á là để làm một cái dàn heo đó. Thì trước mặt mọi người đang làm một cái dàn heo Rambo 4 bít đó, đi dây heo nè, dây heo bấm đầu ơ nha, có luôn ngắt dầu luôn đó. Mà chúng ta đi cái con đây là con 4 bít đúc nè đó, heo chính hãng nha mọi người đó. Rambo đây chữ đỏ rất là nét luôn. Thì cái này Nam có một cái bát CNC mà để gắn hoàn toàn như zin và xài luôn là cái chức năng ABS như chen zin nha mọi người. Đây là cái vị trí của con mắt độc nè, xài vô theo vị trí zin luôn đó, rất là ok. Thì cái này tất cả đều gắn hoàn toàn như zin về cái phần trước nha mọi người đó, rất là ok. Ở đây Nam xài ngắt dầu luôn, dây ABS rồi là xài làm chức năng rồi đầy đủ thôi luôn. Và cái dĩa này của bạn này đang đi là một cái dĩa 618 thì theo cái size zin đó, gắn hoàn toàn như zin luôn và vẫn xài cái chỗ ABS bình thường, nó không có liên quan hết mọi người đó. Chúng ta chỉ việc hai cái đĩa đẹp thôi đó. Đây là con 4 bít, thì cái con này chức năng của nó vô thắng rất ok, đẹp hơn. Thì đối với cái tay mà zin của thằng SH á thì chúng ta có thắng nè đó, nó cũng rất là vừa vặn luôn, rất là thoải mái. Ơi bánh thử giùm anh đi em ơi, ngày nào bánh thử cái em xem nha, thắng nó rất ok. Đằng trước nó đi 4 bít rồi đó, thắng rất là ok luôn. Thì cái con 4 bít này mà kết hợp chung với lại cái ABS này thắng là rất là ok nha mọi người đó. Đây là cái phía trước, còn ở phía đây dưới đây thì Nam sẽ có một con heo Rambo màu xám logo bạc ở phía sau đó. Ở đây thì Nam mới vừa gắn xong cho cái mâm zin. Thì cái này Nam sẽ xài là cái bát quay lên nha mọi người đó, bát quay lên nè, heo Rambo 2 bít đó, xài luôn một cái dây heo. Dây này là dây heo chính hãng nha, dây heo xịn, với lại cái ngắt dầu và đầu 90 độ. Để ở đây Nam xài một cái thế dây như vậy á là do ở cái vị trí này nè mọi người đó. Mọi người thì thấy là nếu mà Nam để vị trí song song với lại cái con heo này á đi ra đó, thì nó sẽ bị dính cái phần này, dính cái phần này, cho nên là Nam sẽ bẻ một cái thế, bẻ nhẹ ra một xíu đó, để nó đi lên đó. Cố định bằng một cái bát nha, cho nó rất là chắc chắn luôn, nhìn rất đẹp đó, nhìn xa nè đó, rất là dễ chịu luôn, đơn giản, không có màu mè. Một cái thế dây nó, nếu ngồi để ý thì cái thế dây nó song song với lại cái gấp luôn đó, cái đường gấp đi xéo lên đúng không, thì cái này cũng xéo lên, nói chung nhìn sẽ tổng thể hài hòa đó, rất là ok. Mấy bánh sắp thắng rồi em ơi, mấy bánh vuông giùm anh đi đó. Thắng rất là vừa luôn, rất là êm tai nha mọi người, vẫn xài chức năng ABS bình thường. Ở đây thì Nam sẽ xài một cái thất lồng nè, xài cái thất lồng để đẩy cái đĩa ra, mình xài một cái bát CNC. Thì đối với mà cái dòng này á thì chúng ta sẽ phay một xíu nhẹ của cái gấp này nha, để cho chúng ta có thể lắp vô. Đây phay rất là gọn đó, nhìn như chang zin thôi, không có cái gì gọi là lập chậm hết đó, để chúng ta có thể lắp cái con heo hay bít này vô quay lên trên nha mọi người. Còn nếu mà chúng ta xài mà đó, xài cái thế này thì chúng ta bắt buộc phải phay, thì nhưng mà phay bên Nam làm theo cái độ chính xác là lên máy lên hơi tiện cho hơi tiện phay nha, cảnh rất là chính xác, mà ta lắp hàng đầy như zin luôn, không có chơi lông đền gì hết đó, rất là gọn và đẹp đó. Heo hai bít đó, dây bát thất lồng rồi, đó là cái phần kiểu một cặp heo chiếu sâu. Bên cạnh đó thì Nam lên thêm cho bạn này là một cái cây phụ GDS Z-Boss đó, thì cái cây này đi rất là êm, có tăng chỉnh dưới chân phuộc luôn đó, tăng chỉnh chân phuộc này đó, để cho chúng ta có thể chỉnh được cái độ nén nhúng êm ái theo là tùy của mọi người đó. Thì bây giờ Nam sẽ ra rửa xe xong rồi giao xe cho bạn này nha. Thì ngoài ra bạn này cũng lên full ốc Salaya nè, full ốc Salaya lông đền nhỏ đó, nhìn rất là đẹp luôn, full sắt full xe luôn đó. Thì xe này em bữa xe zin thôi, qua bên mình làm lặt vặt thì hôm nay là lên thêm cái dàn heo. Đó, rồi thì anh em nào cần thì liên hệ với mình nha. Đó, lắp tài xế cho anh em luôn, anh em rất nhiều.